Từ nghiệp và phiền não được giải thoát, nghiệp phiền não khởi sinh từ do đâu? Phải nghĩ lý tắc ý thì biết sai lầm, phải nghĩ tắc ý đoạn diệt thì phải đoạn và tự hiểu người tính không. Cho nên và phải như lý tắc ý thì biết sai lầm, cho nên là chúng ta mới khởi và tham sân si. Và phải như lý tắc ý mà cái vọng tưởng sai lầm nó có từ đâu? Có từ do chấp thật. Trên một nhà khoa học ông Robert lúc tôi gặp đầu tiên đó là khoảng 84 tuổi, một nhà tâm thần học, do vì đó không phải là vị Phật hành trì giáo pháp gì cả, vì đó là chỉ một nhà khoa học. Khi vị đó đến một cái tuổi rất là cao, khoảng 4 năm về trước tôi có gặp vị ấy. Vì đó lúc bây giờ thì con chưa gặp tôi là 90 97 tuổi. Và vị đó nói rằng kinh nghiệm mà chữa bệnh, những người mà khi tâm của chữa thành những tâm thần học á, nhưng vì khi người mà bị bệnh tâm thần thì cái kinh nghiệm của ông Arambach, ông nói rằng khi một người mà họ đang phát khởi một cái tức giận, cái tâm nó bị quấy nhiễu, cái đối tượng mà làm cho người đó tức giận thấy hoàn toàn nó xấu xí và đáng ghét. Nhưng trên thực sự, thực tế, 90% là do cái người mà đang tức giận đó là dựng đặt lên thôi, tạo ra thôi. Chứ thực ra không, đối tượng đáng ghét nó không phải đáng ghét. Cho nên trong kinh điển thì nói, ồ, phi như lý tắc ý thì biết sai lầm ấy, là nó khởi lên ra phiền não và tham sân là chính là do cái hiểu biết sai lầm này, nó làm tác động chính. Trên khi mình hiểu được cái chấp tướng chấp thật thì là nó hoàn toàn nó giảm thiểu. Mình khi hiểu tất cả nó hiện như vậy nhưng nó không thật, nó chỉ là lại giống như ảo thuật, thì mình có thể giảm thiểu cái tham sân phiền não rất là hữu hiệu. Nó không phải là do tôi thiền quán thiền chỉ thiền quà mà cầu lên những cái cảnh giới cao hơn mà được đâu, mà do tư duy mà quán nó không thật, cho nên đã giảm thiểu được cái tham sân và cái phi như lý tắc ý thì biết sai lầm. Anh cái không tánh kiến là một, và cái tâm bồ đề và hoán đổi nhẹ tha là hai. Cho nên là các ông phải chấp nhận. Đương nhiên khi mình hành trì nhận lại quán đảnh thì phải hành trì tụng niệm số thời du già, điều rất là quan trọng. Nhưng mà cái thứ tự học, thứ tự tu tập và nhập bộ tác hạnh là thiền quán về cái tính không và phát tâm bồ đề, và ít nhất mỗi ngày thì chúng ta phải tụng niệm và thiền quán quy y phát tâm mỗi ngày. Cho nên chúng ta hãy phải phát nguyện mỗi ngày để thực hành. Các bạn phải hành trì, phải hứa phải hành trì. Cứ mình nói mình tới đây Bồ Đề Đạo Tràng đã học rồi mà mình không có một cái kết quả gì trong tương lai, điều này nó sẽ không đủ cái mục đích để mình có mặt ở Bồ Đề Đạo Tràng trong suốt những ngày qua. Cho nên phải hứa đem hành trì tính không và cái tâm bồ đề mỗi ngày. Anh khi mà nói cái quả vị Phật là phải phát triển trong cái tâm thức của mình chứ không phải cầu nguyện mà có. Anh Đức Phật nói ra dạy rằng những cái khổ đau của chúng sinh ta không có thể lấy tay xoa dịu, những tội lỗi chúng sinh ta cũng không có thể lấy nước mà rửa, chỉ chứng đắc ta cũng không có thể chuyển qua các con. Nên bằng cách tôi dạy cái chân như để mà chúng con giải thoát khỏi đâu. Đức Phật rất là thương yêu tất cả chúng sinh, cũng không có thể lấy nước rửa tội cho các con, cũng không thể dùng tay soi khổ đau. Những cái chứng đắc trong tâm thức của Đức Phật cũng không chuyển cho ta. Đức Phật trải qua ba vô lượng đại kiếp để tu hành khổ hạnh để đạt được quả vị Phật, để vì làm lợi ích chúng sinh bằng cách nào? Bằng cách là dạy cái pháp chân như để cho chúng sinh tự thực hành và giải thoát. Trên Đức Phật dạy là nhân quả duyên sinh,
để chúng ta thực hành để mà sinh vào cõi lành. Nó thực hành cái phụ thuộc duyên khởi, nó chỉ là cái danh ngôn giả danh để chúng ta đạt được cái quyết định thiện, đạt được giải thoát. Trang số 10 trong thứ tự tu tập: luyện tâm nhân duyên ấy không những không sai trái mà không phải không hội đủ. Nếu cho nên nói nhất thiết chủng trí, tại sao có một số thì thành tựu nhất thiết chủng trí là thành Phật, có một số không thành, và biết chắc rằng nó phụ thuộc vào nhân duyên mà có. Nhân duyên ấy không những không sai trái mà còn không phải không hội đủ. Nếu có công hành trì nhân sai lầm, cho dù trải qua thời gian rất lâu cũng không đạt được kết quả mong muốn, ví như vắt sừng mong lấy sữa. Nên cái nhân đó là phải đầy đủ, và cái thứ tự cũng không bị nhầm lẫn. Toàn bộ duyên nhân không hội đủ thì không thành quả, như thiếu một trong những nhân hạt giống vân vân thì không sinh ra mầm non. Cho nên muốn thành quả cần phải hội đủ nhân duyên thích hợp, không sai lầm, không thiếu sót. Những gì là nhân duyên của quả nhất thiết trí, xin thưa tôi là Ngài Kama, Ngài Liên Hoa Giới, như kiểu mù lòa không thể chỉ bày. Chỉ xin thuật lại lời Phật dạy cho các vị đệ tử. Cái gốc cái quả vị Phật, cái gốc của quả vị Phật chính là cái tâm Bồ Đề. Không những là chỉ muốn cho chúng sinh thoát khỏi cái khổ đau, mà còn phải phát cái nhân là muốn cứu độ cho chúng sinh ra khỏi khổ đau, để khát khao nó cái phát cái tâm Bồ Đề. Cái tâm Bồ Đề là cái tâm là vì lợi trên thế giới chúng sinh, muốn đạt được cái quả vị Phật. Cái tâm Bồ Đề là cái tâm đầy đủ hai cái khát vọng, khát vọng đạt được quả vị Phật vì lợi chúng sinh. Cái tâm Bồ Đề trong nhị nơn của Bát Bát Trụ Tế Ngài Thánh Quân, cái đối tượng còn trang chú Sempa là cái Bồ Tát, là Bồ, là Bồ Đề, là dùng cái trí tuệ để mà hướng đến cái quả vị Phật, vì cái lòng bi mà hướng đến tất cả chúng sinh. Mục đích của cái tâm bi là chúng sinh, tại vì thấy chúng sinh đang đau khổ chúng ta không thể cam nhẫn, cho nên vì lợi ích cho tất cả chúng sinh cho nên khao khát muốn đạt được cái quả vị Phật. Trong sáu ba la mật đó thì chủ yếu là hành trì và cái trí tuệ ba la mật. Ngài Long Thọ cũng vậy. Cho nên Ngài Long Thọ nói rằng Bắc Vương và thế gian cầu chứng quả Bồ Đề thượng, căn bản là tâm Bồ Đề vững chãi như sơn vương, lòng bi trải khắp cùng, trí tuệ không rơi vào hai biên. Cho nên muốn phát được cái tâm Bồ Đề, giai đoạn đầu để phải là với cái không tánh kiến trợ giúp, cái giai đoạn giữa cũng cần phải chứng nhị tinh không để mà giới thiệu cái quả Bồ Đề, để mình đối trị những cái sở đoạn cần phải đoạn, chính là tham sân si, chủ yếu là cái si mê chấp thật. Mình coi thử si mê chấp thật đó có thể đoạn diệt được hay không. Phiền não mà cái chấp thật đó là cái tà thức. Cho nên cái tà thức đó có thể đoạn trừ mình bằng hiểu cách cái không tính kiến. Mình thấy tất cả cái gì hiện đều là nó thật, nhưng nó hiện như vậy mình chỉ ra được nó có ở kia, nhưng từ đó mình nó thấy thật có tồn tại đó. Cho nên là cái chấp thật nó sẽ xuất hiện, mình nói nó hiện như vậy nhưng mà nó không có thật. Cho nên khi mà nó hiện như vậy nó không chấp thật thì là mình sẽ đoạn trừ cái đối tượng chấp thật. Cho nên cái cuối cùng cũng cần phải hiểu về tính không. Cho nên tính không nó quan trọng giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối cùng. Khi nghiên cứu thảo luận với các nhà khoa học thì cái khoa học mà tôi không nói về không tính kiến, tôi chỉ nói cái lý duyên sinh, nhưng mà họ rất là thích cái lý duyên sinh trong Phật giáo. Trong 400 câu kệ của Ngài Thánh Thiền nói, đối với những người nào mà nghi ngờ giáo pháp Đức Phật,
họ không thích giáo lý Đức Phật thì hãy giới thiệu về tính không cho họ để họ thành ham thích vào giáo pháp Đức Phật. Những người nào không tin vào giáo pháp Đức Phật thì chúng ta phải giải thoát, giải thích cho họ bằng cái tính không. Trong 10 cái giáo ngôn mà nói là tu hành và các đế Phật Đà Đẳng Tam Bảo không đam trước, không mệt mỏi, hộ trì toàn diện cái đạo ngũ nhãn và thà sáu thần thông, kiến đạo và tu đạo, nên biết đây tức là 10 cái giáo thọ thể tánh. Khi mà nói tu hành thì nói là đã mình đề, khi tu hành đó mình giới thiệu về các đế là tứ thánh đế và Phật và Tam Bảo đấy. Đến mình giới thiệu không trem trước, mình giới thiệu là do nhân nhân quả phụ thuộc, để mình giới thiệu về nhị đế, chân đế và tuyệt đế. Khi vậy diễn tới diệt đế thì nó tất cả các pháp nó phụ thuộc, nó duyên khởi. Nhưng nó hiện như vậy, nó không thật. Tại vì phiền não mình biết của cái nó do đâu, do cái si mê đó mình biết có thể chắc chắn đoạn diệt, cho nên cuối cùng mình mới hiểu được cái diệt đế đó có thể đạt được. Cho nên mình thấy cái mục đích mình muốn đạt được chủ yếu mình biết khi mà có thể được giải thoát khỏi phiền não, mình có thể đoạn trừ được phiền não. Nên muốn đạt được giải thoát thì mình đoạn trừ lần lần theo thứ tự để đạt được những cái ưu điểm của thoát ly, giải thoát. Cho nên mới nói cái trạng thái diệt đế nó tồn tại, có thể đạt được. Mình đạt được tới cái trạng thái diệt đế thì hạnh phúc niên viễn. Hạnh phúc mà niên viễn, nếu mình không hiểu được cái tính không, khi mình nói trong kinh điển nói về diệt đế, khi mình đoạn diệt thì sẽ đạt được một cái sự trạng thái thoát ly. Nhưng mình đoạn bằng cách nào và cách đoạn như thế nào và bằng phương pháp nào để đoạn, nên tất cả những loài chúng sinh đều nó vốn có cái bản chất của tất cái chủng tánh Phật trong tất cả chúng sinh. Tại vì sao? Tại vì cái Phật sự của Đức Phật là khắp tất cả chúng sinh, tại vì cái tính không chính là cái chân như. Và chân như đó nó bao khắp tất cả chúng sinh, cho nên chúng sinh có khả năng được thành Phật. Trên từ nơi đó khi mình đạt được cái diệt đế là đạt được cái trạng thái diệt đế là pháp bảo, mà cái vị mà mình dạy cho cái diệt đế đó chính là Đức Phật, là Phật bảo. Nên tăng bảo những vị nào mà đạt lần đầu tiên đạt được cái thánh đạo trong tâm thức của vị đó thì vị đó thì sẽ trở thành thánh bảo và tăng bảo. Cho nên từ nơi nhị đế là hiểu được tứ thánh đế, từ nơi thứ thánh đế thì trong đó chủ yếu là pháp bảo. Trong pháp bảo thì đó mình hiểu là Đức Phật là Phật bảo. Từ Phật bảo đó cho nên chúng ta biết có tăng bảo, cho nên để giới thiệu là tam bảo. Nên để giảm thiểu cái bám líu vào cái đời này, nói cho nên mình quán về cái thân người khó được và vô thường và cái khổ đau, để mình đoạn cái tham luyến vào đời này, quán về nhân quả, những cái nguy hiểm trong luân hồi. Mình tiếp đến muốn giải thoát cái cho hạng bậc trung, nghĩa là thấy những cái nguy hiểm của bị tham đắm trong ba cõi, nên không có tham luyến vào đời sau. Cho nên chủ yếu là mình thấy những ba cái khổ chỉ để đoạn trừ cái hành khổ. Cho nên từ đó mình hành trì tứ chánh cần, tứ thánh đế. Từ đó mình mới hộ trì toàn diện đạo, rồi ngũ nhãn và thành tựu sáu thần thông để đạt kiến đạo và tu đạo. Mọi người chúng ta hãy tụng niệm câu tâm chú là gate gate bara gate bara sangote buddhiso, là tư lương đạo. Cho nên tư lương đạo những
khi các vị mà thì nó mình tư duy cái đạo lộ mình có thể đạt được, sau mình chứng được cái tính không và đi vào gia hành đạo. Cho nên đi ra các đạo lộ chủ yếu là bằng trí tuệ để đi qua. Cho nên với cái tâm bồ đề, thực hành tâm bồ đề mà thiền quán thì phát triển trí tuệ, đi chứng quả tình tinh không, đi vào kia gia đạo, gia hành đạo, tư gia hành đạo, hiện chứng tính không, đi vào kiến đạo, từ kiến đạo đoạn trừ những cái loại phiền não, rồi đi vào cái tu luân đạo, và rồi sau đó đi vào địa thứ bảy địa chưa thanh tịnh, là địa thứ nhất, địa thứ bảy, còn địa thứ tám đến địa thứ mười là thanh tịnh đạo, rồi cuối cùng mình đạt được là Bodhisattva, là quả vị Phật. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải suy nghĩ, khi mình tụng giờ bát nhã tâm kinh, mình nói không, hãy là biến mất hay không, mình cứ nghĩ là nó không ở bên ngoài, thực ra không phải, chính là nó không, là để chủ yếu hiểu tính không, để đoạn trừ cái chấp thật và chấp nhẹ, chấp cái việc đoạn trừ cái phiền não trong nhiều tâm thức của mình là chính. Thì không sinh mộng nói, cho nên có muốn thành quả cần phải hồi đủ nhân duyên thích hợp, không sai lầm, không thiếu sót. Những gì là nhân duyên của quả nhất thiết trí, xin thưa tôi ngài kỳ, tôi như kẻ mù lòa không thể chỉ bày, chỉ xin thuật lại như lời Phật dạy cho các đệ tử. Sau khi Đức Thế Tôn chứng đắc viên mãn bồ đề Phật quả, Đức Thế Tôn dạy: này bí mật chủ nhất thiết trí, xin từ gốc của lòng bi, xin từ nhân của tâm bồ đề viên mãn nhờ phương tiện, vì vậy mong muốn chứng đắc nhất thiết trí nên học ba pháp lòng bi, tâm bồ đề và phương tiện. Từ mãnh lực của lòng bi, chư Bồ Tát quyết định phát thệ nguyện trực tiếp dẫn dắt hết thảy chúng sinh bằng cách đoạn trừ ngã kiến, kính cẩn hành trì khó nhọc để tích lũy tư lương trí tuệ. Với phước đức trải qua thời gian lâu dài chưa từng gián đoạn, mong hoàn mãn tư lương phước trí. Các tư lương phước trí viên mãn thì nhất thiết trí tựa như nhắm chắc trong tay. Cội gốc của nhất thiết trí là lòng bi. Trước tiên nên tu tập lòng bi, chánh pháp tập kinh dạy rằng: Đức Thế Tôn dạy chư Bồ Tát không thể không nên hành trì quá nhiều pháp. Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát nên khéo hành trì một pháp, chứng ngộ pháp này thì tất cả pháp Phật đều ở trong lòng tay bạn, trong tay ông. Một pháp đó chính là lòng đại bi. Chính vì hành trì tâm đại bi, chư Phật Thế Tôn không những chứng đắc từ lợi viên mãn. Cái dòng tâm thức của chúng ta nó cái nghĩa. Cái nghĩa đó nó cũng từ nơi tâm thức mà giả lập có cái nghĩa. Nó có bắt đầu, có kết thúc hay không. Như trong mật thừa nói, trong thân khẩu ý thì có cái thân khẩu ý thô, vi tế và cực kỳ vi tế. Như cái thân mà trong thân khẩu ý trong kiếp này là thân khẩu ý thô. Ở trong cái thân bậc đô trung ấm là thân khẩu ý vi tế. Và đi vào cái tử tâm quang minh là cực kỳ cực kỳ vi tế, thân khí và tâm, và tâm và nó cởi lên trên cái khí, nó cực kỳ vi tế, nó vốn có. Khi mà tôi thảo luận với các nhà khoa học, khi mà cha mẹ giao hợp, cha trên trùng cũng không có vấn đề, mẹ có thể thụ thai. Cho nên mình gặp cây tinh tre và huyết mẹ không 100% không có bị khuyết điểm, không lỗi lầm. Khi tinh tre huyết mẹ gặp gỡ không thì có thể thụ thai hay không, thì các nhà học xác phát rằng điều này không chắc chắn để mà thụ thai vào có thai. Có một cái điều kiện thứ ba mới hình thành một cái thai, đó là cái tâm thức, là cái tâm thức ở trong cái lúc mà ở thân bạc xích. Bạc xích là cái thân trung hữu, cái trung gian họ đi tìm để mà nhập thai, hãy nhập vào tinh cha huyết mẹ. Nên người Tây Tạng chúng có một số người đã nhớ lại kiếp trước kiếp sau của mình ở xứ Ấn Độ vậy. Có
có một số đứa trẻ người Ấn Ấn nó nhớ rất rõ về cái kiếp trước của mình. Chủ yếu là trên dòng tâm thức để mà giả lập nên một cái tôi, một cái nhẽ. Những cái tâm thức thô thì trong tâm thức giống như có là sở duyên duyên, đẳng vô gián duyên, tăng thượng duyên, trừ nơi đó, rồi trong đó nó tác động lên cái tâm thức trên cái dòng tâm thức để nhận biết. Nhưng cái dòng tâm thức đó như những cái hình sắc thì nó phụ thuộc vào cái phương hướng tất các nơi mà dễ lập. Thì trên cái tâm thức của chúng ta cũng vậy, nó phụ thuộc cái dòng tâm thức. Cái dòng tâm thức thì trong đó mình phân ra trong ba thời gian: quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu không có hiện tại thì không có tương lai và quá khứ, nên ba thời gian cũng là chỉ là giả lập mà có thôi. Cho nên khi mà trên dòng tâm thức để tìm cái ngã đó cũng khó mà tìm được thấy cái ngã trong dòng tâm thức. Cái dòng tâm thức cũng vậy, nó phụ thuộc vào cái tâm thức đồng loại thì nó sinh khởi. Nếu nó không có bắt đầu, hoặc là nó cái nhân là thường hằng, hoặc cái nhân bất không nhân, hay cái nhân bất đồng thì không đúng. Nên là trong câu A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, Ngài Thế Thân nói rằng nó cần có ba cái duyên là bất động duyên, vô thường duyên và năng lực duyên. Vậy để mình, chúng ta dùng cái lý luận nó tất cả đều nó phụ thuộc mà nó tồn tại. Cho nên nói rằng là tương đại cái đạo lý là tác dụng đạo lý, và sau đó để mà thành tựu đạo lý để chứng minh được. Nhưng mình cuối cùng mình chỉ nói ok, chưa là pháp nhân đạo lý, nó hiển nhiên nó như vậy thôi. Cho nên các nhà khoa học đều nói là pháp nhân đạo lý, ok, nó bản chất của nó là như vậy thôi, cái là gọi là nature ấy. Trang số 13. Nên hành trì theo thứ tự. Trước hết nên tu tập lòng từ bi mẫn một cách ban sơ, luyện tập tâm bình đẳng, để đoạn trừ lòng sân hận và lòng ái luyến đối với tất cả chúng sinh. Nên suy nghĩ tất cả chúng sinh đều mong cầu hạnh phúc, không muốn gặp khổ đau. Từ vô thủy trong cõi luân hồi chưa có một chúng sinh nào chưa từng làm thân bằng quyến thuộc của ta hàng trăm lần. Tại sao ta lại biệt đại đối với họ? Một số chúng sinh ta thương yêu, một số chúng sinh ta ghét bỏ thù hận. Vậy ta nên đối đại bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Trong đó thì có nói là muốn tất cả chúng sinh là thoát ly cái khổ đau, hoặc là muốn cứu chúng sinh ra các loại khổ đau, nhưng mà chủ yếu là muốn cứu chúng sinh ra tất cả khổ đau. Cho nên cái lòng bi để mà cứu chúng sinh ra rất khổ đau là chúng ta cần một cái tăng thượng tâm, một cái tâm rất là mạnh liệt. Sau khi hành trì thành tựu tâm bình đẳng đối với thầy chúng sinh, nên tiếp tục tu tập tâm từ, làm cho nước lòng từ thấm ướt dòng tâm. Đức Phật đây là khổ đau. Đức Phật nói đây là khổ nên biết. Cho nên khi Đức Phật nói khổ nên biết chính là hành khổ nên biết. Nhận diện khổ đau, tâm bi là tâm mong muốn loại bỏ khổ đau cho tất cả chúng sinh đau khổ. Quan sát tất cả chúng sinh trong ba cõi có một trong ba loại khổ bức bách thống khổ. Quán tượng khổ đau của tất cả chúng sinh như Phật dạy, những chúng sinh ở trong địa ngục bị đớn đau nóng bỏng lâu dài chưa từng ngưng dứt, hợp chìm trong nước thống khổ muôn vàng, tương tự các loài ngạ quỷ, tâm khổ bị khát đói cực kỳ khó kham nhẫn, thân hình khô gầy chịu nhiều đớn đau. Còn các loài súc sinh bị ăn nuốt lẫn nhau, hậm hực giết chóc hãm hại. Đang nói gì? Nói những cái là khổ, những cái điều này chúng ta có thể mà chứng minh mắt thấy thì tai nghe. Cho nên mình cảm thấy nhàm chán, ngán ngẩm. Cho nên mình thấy khổ đau như vậy, mình muốn chúng sinh thoát ly khổ đau đó, và muốn cứu khổ một chúng sinh thoát khỏi những khổ đau đó. Cho nên chúng sinh đang bị chịu những khổ đau. Trong 7 tỷ người chúng sinh đang bị chịu khổ đau trong thế giới hôm nay, đặc biệt những loài súc sinh, những loài vật, mình không có thể làm gì được trước những cái khổ đau của chúng sinh.
mình có thể làm lợi ích cho chúng sinh nếu mình không có khả năng để giúp đỡ họ. Cho nên vì lý do đó mình khát khao muốn đạt quả Bồ đề, muốn mới có khả năng để giúp đỡ chúng sinh. Cảm nghiệm nhiều rất là khúc nhau đối với loài người vì sự sống còn mà lừa dối hãm hại, nhiều mong cầu chẳng được, gặp điều bất như ý, nhiều cùng khốn khổ, cảm nghiệm vô lượng thống khổ, lại thêm phiền não nhiễm ô tham dục trói buộc tâm thức. Thì nó đang bị áp bức của cái khổ, hoặc là có những con người chúng sinh đang tự nguyện gieo cái nhân khổ đau hay tự nguyện cảm nhận cái khổ đau. Chư thiên chịu khổ do biến hội khổ, trang số 16, dòng số 6. Chư thiên cõi dục lo sợ bất an vì biết khi thân hội mạng chung sẽ đọa xuống cõi ác, làm sao an ổn. Đang nói tới biến khổ. Biến hành khổ là mang tính lệ thuộc vào nguyên nhân, phiền não và nghiệp, tự động hội diệt trong từng sát na, bao trùm chi phối khắp mọi chúng sinh. Nói thì trong mỗi cái giây phút nó đang hội diệt trong từng sát na, thì nó bị trói buộc bởi bởi nghiên cái nhân, cho nên từ do vô thường cho nên nói khổ đau cho nên nó vô ngã. Trên cái nhân, cái hữu lậu khổ này nó đang là vô thường, nó đang bị hội diệt trong mình sắc na. Cái nhân là nhân do đâu, là bị chi phối bởi cái nhân khác và do phiền não. Và thấy tất cả chúng sinh đang thiêu đốt trong ngọn lửa, suy nghĩ rằng mọi chúng sinh cũng giống như ta, không muốn bị khổ đau, than ôi. Bằng mọi cách tôi sẽ giải trừ khổ đau của chúng sinh khả ái đang bị bức bách trong chính, như là chính thân tôi đang bị thống khổ. Thiền quán tâm bi muốn đoạn khổ đau cho tất cả chúng sinh. Duy trì suy nghĩ tâm bi mẫn này trong mọi hành xử, mọi thời, nên quán tưởng đến tất cả chúng sinh. Khi nói chúng hành trì lúc mà trong cái lúc mà thời và những lúc nghỉ giải lao. Trong lúc giải lao thì chúng ta cũng vẫn tư duy mà đừng có quên lãng cái đề mục mình trong lúc mình đang thiền. Tu tập lòng bi, trước tiên hướng tâm bi đến thân quyến. Họ đang chịu nhiều khổ não, tiếp đến trải lòng bi đồng đẳng đến mọi loài chúng sinh, không có thiên vị đối với tất cả chúng sinh. Suy nghĩ toàn thể chúng sinh đều là thân quyến của ta. Sau đó hướng tâm bi đến kẻ lạ cho đến khi nào cảm thấy lòng bi trải đều, như là tâm hướng đến họ là người thân của mình. Lúc đó quán tưởng đến tất cả chúng sinh ở mười phương cho đến khi lòng bi tự động phát sinh, là nó khi phát sinh. Nói khi nào mình phát được cái tâm bi là như tấm lòng của người mẹ có đứa con nhỏ yêu quý đang bị khổ đau thống thiết, muốn cứu vớt khổ đau của đứa con mình, phát khởi tâm bình đẳng như vậy đối với tất cả chúng sinh. Thì nghĩ ấy, lúc ấy là thành tựu được tâm bi, lúc đó mình phát được cái tâm bồ đề, tâm bi rồi đó. Khi mà khát khao muốn chúng sinh thoát ly khổ đau, đó là cái tâm bi. Còn cái tâm từ nghĩa là muốn tất cả chúng sinh để được hạnh phúc, tiếp đó là tâm từ. Tâm từ trước nghĩa là lòng từ bi, là nó không có phụ thuộc, nó không bị cái nhiễm ô của ái luyến, thì cái lòng tâm từ tâm bi đó có thể bao trùm tất cả những kẻ thù của mình. Là tu tập lòng từ, trước tiên quán lòng từ hướng đến người thân, mong muốn họ gặp được hạnh phúc, tiếp đến người dân kẻ lạ và đến kẻ thù. Quán tu lòng bi theo thứ tự trên, dần dần đến khi lòng bi phát khởi muốn trực tiếp cứu vớt tất cả chúng sinh một cách tự động là thành tựu gốc tâm bi, rồi kế tiếp tu tập đến tâm bồ đề. Tâm bồ đề có hai loại. Cái tâm bồ đề thế tục và tâm bồ đề thắng nghĩa. Tâm bồ đề thế tục là do tâm bi phát thệ nguyện cứu vớt tất cả chúng sinh. Đó là chúng ta tu tập cái tâm bồ đề. Để trong cái tâm bồ đề thế tục thì đó là bằng cách là bảy nhân quả và hoán đổi ngã tha, chủ yếu là cái bồ đề tâm luận của ngài Long Thọ và Bảo Hành Vương Chánh Luận. Thì nó chủ yếu là để hoán đổi ngã tha là chính.
thương chúng sinh như sinh mạng, thương yêu quý họ hơn thân mình, nguyện dâng hết quả tội lỗi, dâng phước đức cho chúng sinh. Nguyện làm đất nước gió lửa, thuốc men rừng cây, chỗ nghỉ, thường cho tất cả chúng sinh thọ dụng tự do không cạn kiệt, để nuôi dưỡng sinh mạng cho chúng sinh. Con nguyện hiến dâng tất cả. Cho nên tôi không thuộc như trong Bồ Đề Tâm Luận giải thích rất là hay. Trước đến là chúng ta thiền quán cái tâm Bồ Đề Thắng Nghĩa, sau đó là tu tập cái Bồ Đề Thế Tục như trong kinh Đức Thế Tôn để dạy cách hoán đổi ngã tha, mà Ngài Long Thọ đã gom lại cái tinh nghĩa đó và giải thích trong bộ luận của Ngài Long Thọ, đã giải thích một cách hoàn hảo, là chính là Ngài tịch thiền trong nhập bộ tác hạnh. Cho nên Ngài Kunulama đã nói với tôi là ở thế kỷ thứ 8 nhập bộ tác hạnh, tới bây giờ chứ không có một vì học giả nào mà soạn tác cái nhập bộ tác hạnh mà hay như là cái nhập bộ tác hạnh của Ngài tịch thiền. Chủ yếu là để dùng chứng minh cái lỗi của ái trọng tự thân và những cái ưu điểm của ái trọng tha, để chứng minh bằng cách cuối cùng là bằng cái chứng nghiệm của bản thân của mình để mà hiện chứng. Nên là mình cũng không thể cho nên là mà làm cho cái ái trọng tự thân nó câm nín, nó không có cơ sở để mà phát ra lời, để dùng cái trí tuệ để mà phản bác cái điều cái nguy hiểm, để nói cái nguy hiểm của ái trọng tự thân. Nhập bộ tác hạnh. Nhập Bồ Tát, có thể nhập Bồ Tát hạnh, có nghĩa là thực hành và hành trì là 6 ba la mật và được thành tựu Bồ Tát, có nghĩa là đạt được quả vị Phật. Chúng ta tre là trang số 185. Con kính lạy chư Phật Bồ Tát. Trước chư Phật Bồ Tát và các đấng đã đạt pháp thân cùng với những bậc hiền nhân đáng kính, con xin đi đầu đảnh lễ. Nay con y cứ những lời Phật dạy trong kinh điển để lược thuật phương pháp đi vào luật nghi của hàng con Phật. Như trong Thích Luận Độ giải thích, chỉ vì làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Như Ngài Khun Ngài Kun Rinpoche giải thích trong tiếng Phạn là nếu mà những người nhận cái giới Bồ Tát, dù mình không có cái tâm mình soạn, không có mục đích để mà làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, chỉ vì kia thói quen cho nên soạn Bồ Tát hạnh này, để vì luận này cũng không phải sáng kiến mới mẻ về thi ca vần điệu, tôi cũng không rành, bởi thế tôi không dám nói mình có ý định làm lợi lạc cho ai. Có nghĩa để nói là khiêm tốn á, thì nói cái người nghe những cái chỗ chứa pháp có bị lỗi lầm hay chơi khen, cho nên mình nói mình không có làm lợi ích cho họ, mình chỉ soạn vì tu tập cho bản thân mà tạo luận. Chúng ta đi vào cái chương trí tuệ, chương số 9 của Nhập Bộ Thất Hạnh. Trên đây y nói 10 trong giới thọ là trước hết là dạy về nhị đế. Để mà giải thích như thế, Ngài Long Thọ nói rằng trong đó kỳ giáo pháp Đức Phật chân chánh đã hiện bày hai đế, đó là Thắng Nghĩa Đế và Thế Tục Đế. Cái giáo pháp mà thâm sâu và quảng đại của Đức Phật chủ yếu là đạt được quyết định thiện, có nghĩa là đạt được giải thoát.
cái chướng ngại để đạt được quyết định thiện là chướng ngại lớn nhất chính là do cái chấp thọ. Bằng cách là chúng ta tiêu cái phương pháp để tiêu diệt cái chấp thọ, tiêu diệt chấp thọ để đạt được để phương pháp để đạt được giải thoát. Nên Đức lúc đó mới thuyết giảng về cái lý thuyết của giải thoát, đó là chính giáo pháp Đức Phật. Mình nói quán thưởng vô vô thường, hay quán thưởng là cái thân người rất là khó được, hay là những cái pháp hành thông thường thì phổ chung chung cho tất cả những cái giáo lý ngoại đạo cũng có, giống như vô thượng du già, hay là thiền quán về cái vị thần vân vân, ngoại đạo cũng họ cũng có thiền quán. Nhưng làm thế nào để chúng ta phân biệt được cái ngoại giáo và Phật giáo? Nó là tứ thánh đế, là vô thường, khổ, không, vô ngã. Là các hành vô thường, hữu lậu, dây khổ, các pháp mà vô ngã, không, niết bàn, tịch tịnh. Tất cả các pháp nó khổ, vô thường, khổ đau, cho nên không, vô ngã, niết bàn, tịch tịnh. Nên tất cả giáo pháp Đức Phật, tất cả những lời dạy của Đức Phật nhằm mục đích để phát triển cái trí tuệ. Trong đó cái trí tuệ là một cái chính yếu. Tất cả những vấn đề quan yếu được đề cập ở đây đều do Phật vì muốn người mở mang trí tuệ nên mà tuyên thuyết. Người muốn chấm dứt khổ đau cần phải phát khởi phát sinh cái trí tuệ về không tính. Cho nên là cái trí tuệ mà hiểu được cái sự thật để mà đoạn trừ cái phiền não. Nên nó sùng tình hiện như vậy, nhưng mà cái sự thật tồn tại nó không phải như vậy. Như các nhà khoa học vẫn nói như vậy. Nên nói là quantum physics là bên lý thuyết vi lượng tử ấy. Cái nó chỉ là đề cập tới những cái vật chất thôi. Những cái vật chất nó tồn tại như vậy, nhưng mình đi tìm những cái trong rất nhiều phần, trong nhiều phần đó đi tìm nữa thì nó trở vi lượng tử. Đi đấy sâu hơn phân tích vi lượng tử thì không tìm gì cả. Cho nên các nhà khoa học cái lý học thuyết mà quantum physics ấy là vi lượng tử nó không có tồn tại thật sự. Anh giáo pháp Đức Phật nó cái đối tượng mà vật chất thì là các nhà khoa học họ ông Usaba khi nó tồn tại thì nó không có tìm ra được cái đối tượng ở bên ngoài, tại vì do con người để nhận thức cho nên cái đối tượng bên ngoài nó rất có tồn tại. Khi mà cái con người mà không có cái đối tượng nhận thức để nhận thức thì cái đối tượng đó nó không có tồn tại. Cho nên là lên chỉ mới nghe là câu sanh mà bất hiện, giống như quên Duy Thức Tông nói các hệ duy thức, các pháp duy tâm, cho nên ngoại cảnh nó không có tồn tại. Khoảng vài năm về trước tôi có gặp vị ấy người Ấn Độ, người một nhà vật lý học Ấn Độ nói là cái học thuyết mà vi lượng tử đó là một cái phát minh mới đối với cái học với cái ngoại học phương Tây. Nhưng điều này không mới mẻ. 2000 năm trước thì ở xứ Ấn Độ chúng ta, Ngài Lâm Thọ đã nói cái học thuyết vi lượng tử này rồi, trong cái lý thuyết về tinh không. Trên các học học chỉ nói là những cái bộ não thôi, không có nói về cái tâm thức thôi. Họ không nói về cái tâm thức. Trên ngày hôm nay các nhà khoa học bắt đầu họ nghiên cứu, các nhà khoa học mà nghiên cứu là não bộ, họ mới đi tìm cái sức mạnh nào nó tác động vào những bộ não, nó có một cái sức mạnh tác động vào bộ não. Là như vậy là lúc mà luyện tâm thì là những cái tế bào vi tế trong cái bộ não nó sẽ biến chuyển thay đổi. Rồi tới đó khi cái tâm chúng ta bị xáo động rối loạn thì tâm chúng ta cảm thấy bất an. Nên là các nhà khoa học họ bắt đầu họ mới quan tâm đi tìm cái tâm thức nó tác động vào cái bộ não. Họ bắt đầu quan tâm đi tìm cái tâm thức. Trên các nhà khoa học họ đi tìm những cái vi trần, vi lượng tử thô tế, cái đi tìm sự thật, cái vật chất tồn tại, nhưng đi tìm tận cùng không tìm ra được gì cả.
người ta nó không có dùng cái chữ cái thuật ngữ. À, bên các cô học họ nói rằng họ không quan tâm đến cái chủ thể mà tác động vào cái đối tượng đó. Cái linh hồn, cái ngã, cái tôi, giống như như bên ngoài đạo họ nói là Atma hay cái ngã, cái tôi. Thì cái ngã đó nó không có phụ thuộc vào các uẩn, nó độc lập với các uẩn. Nên những vị mà đi nghiên cứu về cái dòng tâm thức là độc nhất chỉ có trong Phật giáo. Trong duy thức thứ tự tu tập thì theo quan điểm của duy thức tông chấp nhận có tự tướng, nhưng duy thức thì đứng theo mình nhập bộ tác hạnh theo quy trưởng xu hướng của Trung Quán, cho nên là không có chấp nhận có tự tướng. Cho nên ở đây, trong tự tục phái mà Trung Quán thì chia làm là thượng và hạ. Vị bên nào mà chấp nhận có tự tướng thì nói là thuộc hạ, bên nào mà chấp nói là không có tự tướng thì nói là thượng. Nên theo thứ tự tu tập thì là chấp nhận có tự tướng, nhưng ngày tịch hộ trong nhập bộ tác hạnh, ngày thánh thiên trong nhập bộ tác hạnh thì không chấp nhận có tự tướng. Trí tuệ mà chứng cái chơn như mà một cái muốn cái trật chứng chơn như trên cái phương diện mà chúng ta không có khảo sát đi tìm cái thật tướng của tất cả các pháp, thì trên thuật ngữ mình nói có, nhưng mình đi truy tìm thực sự cái bản thể cái chân lý thì là đi gọi là đi tìm cái thắng nghĩa. Nên là cái trí tuệ gọi là trí tuệ đi truy tìm cái thắng nghĩa. Nên là mình thấy cuối cùng không tìm, không có một cái gì nó tồn tại. Cho nên không sanh, không diệt, không thường, không đoạn, không đến, không đi. Nên là ok, nó gia nhân phụ thuộc mà nó sinh khởi. Cho nên nhân và không đến, không đi. Nhân nhưng thì không có đến, không có đi. Trên thuật ngữ thì nó không phải một, cũng không phải khác. Tại vì nó trên thuật ngữ rồi nó duyên khởi. Những cái pháp về hữu vi duyên khởi thì nó có sinh hay không sinh. Quan sát cái số một phá là bốn cú sanh. Nếu chúng ta không có khảo sát theo cái phương diện ở thế gian thì nói nó có sinh, có diệt. Nhưng mà đi tìm cái sự thật, cái chân lý sinh diệt như thế nào, nó không sinh, không diệt. Nên là sẽ thoát ly được cái tám biên. Có hai sự thật là sự thật thế gian và thế tục. Hay là thế tục đế, và sự thật tuyệt đối là thắng nghiệp đế. Thắng nghiệp đế thì không phải là đối tượng của tuệ, vậy nên tuệ là tục đế. Trên thuật ngữ mình nói là một hay là khác, hay trên thuật ngữ mình vẫn nói thì có tác hại, có lợi ích. Nên những cái thế tục là không phải cái đối tượng để đi truy tìm của tâm thức. Cái trí tuệ đi tìm cái sự tuyệt đối á, như cái tâm tham sân si chúng không có tìm thấy. Khi mà nói cái thắng nghĩa đế nó hiện như vậy, nhưng mà chúng ta không thỏa mãn, tiếp tục mình đi tìm cái sự thật tuyệt đối của nó, dùng cái trí tuệ để phân tích, đi tìm cái đối tượng tuyệt đối tận cùng. Nhưng đi truy tìm phân tích nhưng không tìm thấy. Nó hiện như vậy mà chẳng có cái gì là thật, nó không gì tồn tại. Cho nên nó là phủ định và khẳng định. Trong đó là trong phủ định đó là có vô giá và phi giá, và nó thuộc là phi vô giá.
có nghĩa là khi mình đi tìm nó xong thì nó không còn tìm gì ra được, nó còn rỗng không. Cứ nữa khi là mình nó không phải là mình không đi tìm, không tìm thấy, trong rỗng không, không phải là đi tìm nó không thấy là nó rỗng không. Nhưng mà nó rỗng không nó cũng không phải là nó không có. Nhưng vì nó sẽ nó trái nghịch với trên phương diện thuật ngữ, đi truy tìm sự thật thì không có tìm thấy, nó không có tồn tại, nhưng có nó vẫn có. Nên mình đi truy tìm sự tuyệt đối thì nó không có tồn tại, nhưng có thì vẫn có chứ không phải là nó không. Trên ngày trong nhập trung luận của ngày người xứng nói đó, nó phổ biến mà nó tồn tại thôi, chứ nó không có tồn có, nó không có thật có. Nhưng mà chúng ta phải tu vô một thời gian rất là lâu dài để mà mình có thể hiểu được trên cái phương diện trên thuật ngữ nó có thể tồn tại. Trên đời có hai hạng người: thiền gia và phàm phu. Phàm phu bị thiền gia bắt bỏ. Cho nên này, đây là tôi giới thiệu về giáo pháp Đức Phật. Chúng ta đi vào chương số 1. Cái đặc biệt của giáo pháp Đức Phật ở đó là học thuyết về nhị đế, là chân đế và thánh đế. Những cái khổ đau của chúng ta do có do đâu? Tại do mình không có hiểu được cái chân lý. Do không hiểu chân lý cho nên mình bị cái tâm điên đảo, nó bị phân lấy thức ý, bị hiểu biết sai lầm khởi lên. Từ đó mình khởi ra tham lam và sân hận, mình để tạo những cái nghiệp, những cái hành động. Trên khi mình tôi nói chúng ta có cái quả hữu, thì trong đó thì có chia làm là sáu loài chúng sinh, thì trong đó giải thích về chân đế và thắng đế. Trong đó thì nó có sáu loài chúng sinh hay là năm loài chúng sinh, và làm thế nào để chúng ta sinh vào trong sáu cõi đó thì do nghiệp là hành. Cái trong đó thì có cái vòng trắng và đen, trên là vòng trắng, dưới là vòng đen, là biểu trưng cho nghiệp trắng và nghiệp đen. Nghiệp trắng là nghiệp thiện, nghiệp đen là nghiệp bất thiện. Nghiệp và trắng đen đó nó xuất hiện từ đâu, từ do đâu? Thì do tham sân si. Sân có nghĩa là con rắn, và si mê là con heo, và tham sân si là tham là con chim, si là con heo, có khi họ nói là con gà. Thì con rắn và con chim đó bị con si mê ở trong miệng. Con si mê là chính là con heo, tại vì do si mê nó khởi ra tham và sân. Nên trong 400 câu kệ nói, ôi nếu như mình thấy được cái tồn tại của cái cự hữu thì nên nếu mình thấy được cái sự thật thì đoạn trừ được cái si mê chấp thật. Nên từ do đó nên vô minh giống như cái người già bị đuôi mù nên không có thấy đường. Còn nói si mê có nghĩa là do không biết, giống như một người kẻ mù lòa. Trong vô minh thì là duy vô minh và vô minh điên đảo. Vô thủy vô cái vô minh không mơ ban sơ vô minh về thời gian, thì với thời gian là si mê và nhân quả, cho nên từ đó mình bị luân hồi trong sinh tử. Cho nên Đức Phật đã dạy là vẽ cái cự hữu đó ở trước tất cả các cái vách tường ở của chùa. Cái điều này rất quan trọng cho những ai mà suy nghĩ vì tại sao mình có mặt ở bị 12 chư Phật nhân duyên chi phối. Mình nói về trên DC có nghĩa là mình bị tứ đại thiên vương vẽ trên vách tường rất là đẹp, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa bằng nếu mình vẽ được cái cõi hữu.
Với hữu trong đó mình thấy ồ, do tham sân si mình bị tạo nghiệp thiện nghiệp ác, rồi bị luân hồi trong sáu cõi chúng sinh, rồi do đâu bị vô minh vân vân. Khi tôi ở Tây Tạng ở xứ Lhasa, tôi đến giờ chùa Serame ở một ngôi chùa Nhima, chỗ trong đó có cái tôn tượng của chỗ. Chỗ là được thỉnh từ ở xứ Tỳ ở từ Ấn Độ thỉnh ngài về. Anh nói thôi, tôi không cần ở cao, tôi cũng không cần ấy, cho nên là tôi ở một cái, tôi chỉ cần ở một cái chánh điện ấm, cho nên gọi là trụ, là cái chánh điện ấm. Cho nên khi mà giáo pháp Đức Phật, từ do nhân duyên, cái gốc của đâu thì của sanh tử luân hồi thì đâu chính là do cái vô minh. Cho nên chúng ta cần phải nhìn vào cái cõi hữu đó sẽ hiểu được cái giáo lý của Đức Phật. Mình thiền quán để chúng tu tập về cái tâm bồ đề kết hợp với trí tuệ thì phải có cái cơ sở, cái thân để dựng tựa vào cái tâm. Nếu mình không có trí tuệ làm sao mình tư duy được cái tính không? Mình cũng có thể cái tâm tốt là cũng có thể mà thương giúp, thương yêu, cũng giống như cái loài súc sinh nó cũng có, nhưng mà làm thế nào cái tâm nó rộng rãi quảng đại thì nó không có. Để đặc biệt cái tâm mà khao khát được và đạt được cái nhất thiết chủng trí thì cần phải có cái tâm thức của con người. Cho nên ở đây nói là chúng ta cần phải hạ mãn, nghĩa là nghĩa là mình không sinh vào những cái bát nạn và được cái 10 viên mãn. Chúng ta phải có cái thân thân người rất là khó được, nhưng các cái thân người rất là quý báu và có ý nghĩa rất là trọng đại. Hôm nay mình có được thân người, mình có được cái trí tuệ. Cái gốc khổ đau nó không phải nằm bên ngoài, mẹ gốc khổ đau đó nó nằm trong tâm thức của mình. Trong cái tâm này do đâu? Do vô minh, không biết. Nên Đức Phật đã giới thiệu về cái vô cho tâm của chúng ta vô minh thế nào. Cho nên cái điều này rất là quan trọng. Nên rất là khó mà có được lại cái thân người này. Tại vì sao? Tại vì do nhân quả duyên sinh, cái quả mà có được là phụ thuộc vào cái nhân, cái quả mà tốt xấu cũng phụ thuộc vào cái nhân tốt xấu. Cái quả tốt không bao giờ sanh qua ra, cái nhân tốt không bao giờ sanh ra cái quả xấu, cái nhân xấu thì không bao giờ sanh ra cái quả tốt. Cho nên có được thân người toàn vẹn và nhàn hạ là điều hết sức khó khăn. Nay ta đã có được cơ hội cho đời mình thực sự được có lợi ích. Nên mẹ không lợi dụng cuộc đời này để mang lại tự lợi lợi tha thì về sau làm sao còn được thân người toàn vẹn. Nếu kỳ trì những phiền não mẹ rất mạnh liệt thì nó đi, nó mọi thời mọi nơi tiếp tục lưu chuyển. Cái hạnh phúc và khổ đau khởi sinh trong tâm thức và những cái đối tượng nó xuất khởi đó, mình đều nó cho nó là thật có. Nhưng cái mình cứ cho cái đối tượng đó là thật có, là hạnh phúc, là khổ đau, cho nên mình cứ cho nó là như vậy. Cho nên cho nên bị bao trùm trong bóng tối mịt của vô minh. Cho nên mình thấy bất cứ cái gì nó tồn tại thì nó xuất hiện, nó trình hiện ra như vậy đều là thật có, nó hiện như vậy, nó không có thật có. Mình phải tư duy một cái thời gian rất lâu dài, nó hiện như vậy nó chỉ là giống như ảo thuật huyền hóa, giống thì điều này không dễ dàng. Cho nên muốn thiền quán như vậy thì mình cần có được cái thân người. Do cái chấp thật, mình không có cái tham dục thô thiển, tham sân thô thiển, nhưng mà cái tham sân vi tế nó vẫn tiếp tục lưu, nó vẫn tồn tại.
cho nên cái chấp thật mình chưa hiểu chứng được không, cho nên chấp thật nó vẫn tồn hiện, cho nên nó làm nhiễm ô để cho chúng ta phát khởi tham sân, những cái phiền não. Nên những người mà không hiểu từ gì hết thì họ bị tham sân thô. Và những người mà còn chấp vào có tự tướng thì vẫn rơi vào tham sân vi tế. Trong 400 câu kệ nói tất cả phiền não nó khởi từ tham, khởi từ si, nó dựa vào si mà nó khởi, từ nơi si mà nó khởi ra những cái tham sân thô, hoặc là nó không có đồng khởi với tham sân với si. Nhưng mà cái tham sân nó từ tham, từ cái si mê mà nó khởi ra tham sân, nó phụ thuộc mà khởi thôi, nó không có đồng phận. Nhưng mà nó không tham sân, nó không khác với si mê, nó sẽ hiện ra những cái tham sân vi tế. Nhiều lúc chỉ học không thì cũng chưa đủ, cho nên phải thiền quán để mình đoạn diệt lần lần những cái tham sân. Nhìn chúng ta có được cái thân người, hiểu được cái giáo lý Đức Phật để khởi niềm tin, tin tưởng và tận đáy lòng để mà phát khởi tu tập cái tâm Bồ Đề và cái tính không. Nên rất khó được là cái thân người này. Như trong đêm tối đầy mây đen kịch, bỗng có một làn chớp xẹt qua, cũng thế nhờ năng lực uy đức của Phật mà người đời bỗng tạm nảy sinh ý định tu phước. Vì năng lực thiện hành nơi người ta thường nhỏ nhoi yếu ớt, nên khó địch nổi năng lực tội ác vô cùng lớn lao. Nên trong tâm thức của chúng ta và những cái hành động tội lỗi, nếu mà mình cứ để như vậy thì mình lúc nào cũng tự nguyện làm những cái điều khổ đau. Cho nên ở thế giới ngày hôm nay, ở như bên ngoại đạo thì có nói những cái phiền, những nguy hại của phiền não. Họ thấy những cái tham dục của quỷ hữu là tội, là lỗi lầm, cho nên họ đi tìm và thiền định. Cho nên là gì, ăn mặc ở gì, ngủ nghỉ, ngủ dục, cho nên họ cố tình cấm tuyệt những cái ngủ dục, họ sống ở khổ hạnh, đi vào những cái cõi thiền định. Tôi gặp một cái vị ly hệ phái là đạo loại thể, rất là giỏi, nhưng bạn đó vì đó đã nhập diệt, rồi sau đó người ta cầu nguyện. Vì đó là không có một cái gì kẻ đã trần trụi và ngồi bên cạnh tôi, là mời tôi đến để cầu nguyện vào lễ đó. Thì cái nó hành trì là trước sau không có mâu thuẫn và tận tâm với cái tín ngưỡng và cái thực hành của mình. Và thiểu dục thi túc là còn bất cái tổn hại và lòng bi mẫn, cho nên không có gì kẻ. Vì đó ngồi bên cạnh của bên tôi, tôi lấy cái đầu và cũng chạm vào đầu đó, và tôi cảm thấy rất là an tịnh. Vì họ không còn tham đóng vào sắc, thanh, hương, vị, xúc. Họ đối trị cái tham dục của tham vị xúc, tại vì họ đi vào những cái cõi thiền định, thiền chỉ và thiền quán, và đi tìm con đường giải thoát. Đang kể về một cái vị mà bên đạo lộ thể. Tôi đang nói xong cái tôi quên, không biết là tôi đang nói tới chỗ nào. Nếu bà tâm Bồ Đề viên mãn này thì đâu còn pháp lành nào khác để thắng lướt tội lỗi. Mình thấy cái lỗi lầm của cái phiền não thì bên ngoại đạo họ cũng có, còn người bình thường ở thế gian chúng ta thì không bao giờ thấy phiền não là cái lỗi lầm. Phần vớt chủ yếu là những cái tín ngưỡng tôn giáo ở xứ Ấn Độ
thấy cái nguy hiểm của ngũ dục phiền não, là họ nhất tâm nhất trí để mà tin tưởng vào cái đấng giáo chủ của mình và thực hành nghiêm túc giáo pháp Đức Phật. Nhưng mà khi theo cái triết học thì là rất là khó. Bên Ấn Độ, tư tưởng của ngoại đạo thì hành trì rất là nghiêm túc, họ ít muốn biết đủ, là họ không có tóc, cho nên vì họ đang đối trị tiêu diệt cái phiền não, thấy cái lỗi lầm của phiền não là đặc, nói chung là cái giáo pháp, bên giáo pháp thì giáo pháp của xứ Ấn Độ, của ngoại đạo và Phật giáo, trong Phật giáo trong đó thì có rất là nhiều triết học của Phật giáo, là có phiền não thô, phiền não vi tế, mà đối trị được phiền não vi tế thì trong cái giáo lý của, trong những học bộ luận của ngài Long Thọ và ngài Thanh Thiên giải thích rất rõ làm phương nào để đối trị cái phiền não vi tế. Nên nếu mà ngồi cái tâm bồ đề này ra thì không có cái pháp nào để mà thắng lướt nổi cái tội lỗi. Nên cái tâm bồ đề là trên đỉnh lễ cái tâm bồ đề, cái tâm bồ đề có thể đoạn diệt khỏi cái chúng ta tránh xa những cái cõi ác. Nếu mình bỏ cái sát sinh, tại vì nói nếu mình sát sinh thì là sẽ bị tội lỗi, do đó mình không có sát sinh. Đó là một hạng người, nhưng một hạng nói cái sinh mạng rất là quan trọng, cho nên giống hệt như mình, cho nên là tôi không có tổn sức hại chúng sinh, tại vì họ quan trọng như là cái tha mạng của mình, cho nên chúng ta cấm và mình sát sanh. Nếu mình sát sanh giết hại thì mình sẽ bị tù đày. Cái lý do này rất là bình thường, nhưng mà nếu mình giết người thì là mình sẽ tạo lỗi, cho nên mình cẩn thận không giết người. Nhưng mà cái đó cũng là cái lý do, nhưng mà cái năng lực rất lớn đó. Tại vì cái thân của người khác cũng là như cái thân của mình, còn quý hơn cái thân của mình. Cho nên từ đó là mình bỏ sát sinh, bỏ trộm cắp, tà dâm, nói dối, rồi nói dối, nói lời ác khẩu vân vân. Cho nên cái tâm bồ đề là đoạn chúng ta tránh xa và làm cho không rơi vào cõi ác. Để được cái thân, sẽ được cái thân tốt lành. Tôi cũng thiền quán và cái tâm bồ đề và cái tính không. Nếu thiền quán tính không và tâm bồ đề thì kiếp sau tôi chắc chắn 100% các vị sẽ đạt được cái thân người. Cho nên các vị có mặt ở đây thì hãy lễ bái, hành trì, niệm câu tâm chú rất quan trọng, nhưng chủ yếu là quy y phát tâm, mà chủ yếu hành trì chính là cái tâm bồ đề và thiền quán và tính không. Cho nên hãy cố gắng hành trì cái pháp này là pháp chính, để như cái hạnh phúc ở trong kiếp này và nhiều kiếp về sau. Cho nên ngài Tịch Thiên sẽ giải thích rất là rõ. Nếu mà không đổi địa vị mình với người, dù ở trong cõi luân hồi cũng chưa có hạnh phúc, đừng nói chi đạt được niết bàn. Để cởi con tuấn mã tâm bồ đề, để đi từ an vui này đến an vui khác thì làm sao còn có thể mệt mỏi. Cho nên ở hành quyền chính luận ngài Long Thọ cũng có vậy. Trên dù có khổ đau nhưng cái tâm cảm thấy rất là thỏa mãn với cái tâm bồ đề thì khổ đau có lâu không lâu dài cũng không cảm thấy lâu dài. Cho nên nói là bốn cây không thể nghĩ bàn. Nói cho nó cho đến khi nào chúng sinh còn tồn tại thì là con cũng còn ở lại để mà trừ khổ nạn cho chúng sinh. Tại vì có một cái lý do để mà phát một cái tâm rất là mãnh liệt. Cho nên trong bản hành nguyên chánh luận có dạy. Cho nên khi còn chúng sinh còn đau khổ, dù con đã đạt được cái quả vị bồ đề, nhưng con phải nguyện ở lại ở thế gian để tiếp tục để cứu độ chúng sinh. Cho nên suy nghĩ như vậy. Cho nên mình muốn đạt được cái lợi ích cho bản thân của mình tốt nhất chính là phát tâm bồ đề.
mình nói ồ cái tâm Bồ Đề rất là tốt, à, cái tâm lợi tha mình nói ồ là mình rất là tốt, nhưng mà nó ồ mình cái tâm lợi tha chỉ là lợi cho người thôi mà. Cho nên mình nghĩ là mình bỏ hết mặt của bản thân của mình, thực ra không phải. Nếu như mình cứ nghĩ lợi tha và làm việc lợi tha là cái phương pháp tốt nhất để mà đạt được cái tự lợi, đặc biệt những người nào mà đang thực hành. Cho nên nhiều lúc người muốn cái tự lợi, muốn cố gắng làm bao nhiêu để đạt được cho bản thân, ích kỷ cho bản thân mình, nhưng mà mình không bao giờ đạt được. Những người mà nói là làm lợi tha, để làm lợi tha, nhưng cứ làm lợi tha thì bản thân của mình không có nghĩ tới, nhưng mà tự nhiên thì là được hạnh phúc trong hiện tại và hạnh phúc trong niên viễn. Mình không cầu, nhưng mà những hạnh phúc đó cũng tự đến. Đó là cái lợi ích của cái phát tâm lợi tha, tâm Bồ Đề. Vì lý do đó cho nên trải qua nhiều đời tư duy sâu sắc, chư Phật thấy tâm Bồ Đề có lợi ích lớn lao. Chư Phật trong quá khứ cũng đã thực hành cái tâm Bồ Đề. Ngài Đức Phật Thích Ca và các chư Phật trong quá khứ đã đạt được, và trong tất cả chư Phật ở trong tương lai cũng thực hành cái tâm Bồ Đề này mà đã đạt được đoạn chứng viên mãn. Vô lượng chúng sinh nhờ tâm ấy mà dễ dàng được sự vui thù thắng. Trên 10 chương trong Nhập Bồ Tát Hạnh, cái chương đầu tiên là cái lợi ích cái tâm Bồ Đề. Cho nó mình quán tưởng cái lợi ích của cái vô thường, hay là cái lợi ích của nương tựa bậc thầy. Cho nên mình nói cái lợi ích thì là mình cảm thấy mình khao khát để đạt được. Cũng như vậy, để muốn phát khởi được tâm Bồ Đề, chứ không phải biết những cái lợi ích của tâm Bồ Đề. Mình hãy thường thiền quán về cái lợi lạc của tâm Bồ Đề. Câu thứ ba, chương thứ ba là giữ gìn tâm Bồ Đề. Sau đó để mình sám hối tội chướng là chương số 2. Sám hối tội chướng chương thứ 2. Chương số 3 là giữ gìn tâm Bồ Đề. Chương thứ 4 không buông lung. Chương 5 là thay vì trì giới thì nói là không buông lung. Chương 5 là giữ gìn chính tri, nghĩa là hoán đổi nhã tha. Chương 6 thì khi mà hoán đổi nhã tha, tất cả những chúng sinh mình nói thường thường những người kẻ thù hay là những người mà tổn hại tới giáo pháp, thì tâm của chúng ta vẫn nhớ rất rõ ràng, cho nên chúng ta cần phải học cái nhẫn nhục đối với những kẻ thù, học cái nguy hiểm của sân hận và lợi ích của nhẫn nhục, để mà nắm như làm phải trải bằng hết tất cả mặt đất gồ ghề. Nên chúng ta cần phải có cái tâm bình đẳng và nhẫn nhục đối với tất cả chúng sinh, lúc đó mà nó trợ giúp chúng ta hoán đổi nhã tha, đặc biệt là trong cái chương thiền định. Khi mình thực hành mình gặp nhiều cái chướng ngại và khó khăn vất vả, nói cái mình có được cái thân này, thì cái thân khổ đế nó bị chi phối những ác cái tập khí, nên bị bệnh, bị đau vân vân, cho nên mình cần phải nghỉ ngơi. Cho nên nếu mình làm chủ được là khí và tâm, thì không cần còn cái sự mệt mỏi và ác tập khí. Cho đến khi nào mình chưa làm chủ được khí và thân của mình cần phải bảo vệ cái thân của mình. Cho nên cái trong này rất là rõ ràng. Đó là chúng ta phải cần tinh tấn. Rồi tiếp đến là chương số 9 là chương trí tuệ. Thì đó là cái chương lợi ích. Những cái khổ đau chính yếu là do cái ái trọng tự thân và chấp thật, và chấp thật và ái trọng tự thân nó giống như là những cái chủ tể, giống như vua
nó nắm chặt với nhau từ xưa cho tới bây giờ, từ vô thủy tới giờ, mình cứ nương tựa vào cái ái trọng tự thân và chấp thật, nên cuối cùng mình không được gì kẻ. Nên Đức Phật và Ngài Long Thọ để chỉ con đường chúng ta, ở dưỡng ngực chúng ta nó trụ một cách rất là vững vàng. Mình thấy nó chính là cái lỗi lầm ái trọng tự thân, là nguy hiểm, là tổn hại. Cho nên mình phải phát cái tâm là ái trọng tha. Nếu mình thấy cái gì nguy hiểm của chấp thật, cho nên phải phát triển trí tuệ và tinh không để đối trị cái chấp thật. Vô lượng chúng sinh nhờ tâm ấy mà dễ dàng được cái sự vui thù thắng, muốn trừ diệt vô lượng khổ đau trong ba cõi. Nếu mà làm lợi ích cho lợi tha thì mình phải có cái trí tuệ và trừ những nỗi bất hạnh an cho hữu tình. Muốn hưởng được trăm thứ khoái lạc thì đừng bao giờ sẽ bỏ tâm bồ đề. Những hữu tình đang bị trói buộc trong ngục sinh tử mà khởi tâm bồ đề chốc lát cũng được gọi là con của chư Phật, đáng được trời người kính lễ. Chúng ta đừng ở đây. Muốn trừ diệt vô lượng khổ đau trong ba cõi và trừ những nỗi bất an cho hữu tình, muốn hưởng được trăm thứ khoái lạc thì đừng bao giờ bỏ tâm bồ đề. Cho mỗi ngày chúng ta sẽ đọc, rồi chúng hãy thiền quán về những điều thế giới. Thì chúng ta khi mà học dạy xong thì chúng ta phải thiền quán. Khi mình thiền quán và các vị thần và duy trì cái đối tượng nó rất quan trọng. Nhưng mà cái tâm bồ đề, cái nhà bồ tát hạnh rất là quan trọng, là cái nền tảng cơ bản, là cái này cái tinh túy của giáo pháp Đức Phật. Nếu Đức Phật mà bây giờ Ngài có mặt thì Ngài cũng dạy như thế này thôi, không có dạy gì khác về cái tâm bồ đề. Cho nên cái tâm bồ đề vì lý do đó là cố tình để mà in ra, để mỗi ngày chúng ta hãy nhớ đọc và chia sẻ với những cái bạn đạo của mình. Cho nên những gì mà tôi đã giải thích là phải giữ trong tâm, không được quên. Nếu mình không quên, cũng nhớ nhưng mà cũng chưa đủ, phải tiếp tục tư duy lại rất là nhiều lần. Nhưng tôi nói không thể, tôi cũng phải là không thể, không được phép nói, tôi không phải là khê khoan. Cho nên tôi nói tôi tích lũy rất là nhiều, tích lũy công đức, cho nên đã tích lũy cái nhập Bồ Tát hạnh. Tôi phải tư duy cái tâm Bồ Đề này còn 40 năm mới có được, tôi mới cảm được, chứ không phải là dễ dàng. Cho nên các con cũng vậy, phải tư duy một cái thời gian rất là lâu dài để mà chuyển hóa, là có thể thay đổi cái tâm thức của mình, chứ không phải là mình chỉ đến và học một cái là mình hiểu đâu. Nếu mình chỉ cho mình hiểu nó, cái này khó quá, không có hiểu, như vậy thì mình bỏ, thì cũng chẳng có cơ hội nào khác. Cho nên Đức Phật ba vô đường đại kiếp, Ngài đã tích lũy công đức ở xứ Tây Tạng, là ngày lập sa ngày xô, ngày diệu quang khai sa ngày xô, cho nên ngày suốt cả đời để mà ẩn sĩ để tu vô hành. Ngày khế trúc lập sa ngày xô khoảng 10 năm trở lên nhập thất, cái nhân quốc ngày khoảng bắt đầu ngày mới chi có một sự cái thay đổi chứng đắc, nghe vậy đến ngày xô cũng vậy. Cái nó không bao lâu ngài chứng đắc vào cái bí mật tập và đạt được cái quả vị Phật. Cho nên các vị đều trở thành một cái ẩn sĩ để mà thực hành rất nghiêm túc. Cho nên mình nói dễ dàng mà có được, không phải đâu. Cho nên mình cũng không nên bỏ, nếu không còn cái cách nào lựa chọn. Cho nên tất cả mình gặp bao nhiêu cái chướng ngại, cứ chịu bao nhiêu khổ đau, nếu mình không còn cái phương pháp nào để thoát khỏi, nếu mình
cho nên mình thấy ồ, phiền não chính là về cái kẻ thù, và cái ái trọng tự thân chính là kẻ thù. Bằng cách là chúng ta phải thiền quán vào cái tâm bồ đề, và cái tính không là cái nơi nương tựa để mình tiêu diệt những cái nhân khổ đau, thì mình không có cơ hội nào để chọn lựa. Mình muốn được hạnh phúc, không muốn bị khổ đau. Cho nên cái nhân mà khổ đau chính là ái trọng tự thân và cái chấp thật. Cho nên các vị ca tâm bồ đã dạy, cho nên dù nên mình phải xem phiền não, dù mình phải cố gắng, mình không có răng để cắn thì cũng có lưỡi để mà nhai. Cho nên là chúng ta phải tiếp tục nói ôm trong cái cuộc đời của mình phải hành trì cái pháp này. Muốn không? Có nhiều vị muốn, phải có đồng ý hay là lắc đầu, chứ không có chọn lựa. Tiếng Anh nói là no, yes, gật đầu là yes. Vâng hay là có thực hành được hay không? Yes. Tâm Bồ Đề cao quý, nơi nào chưa phát khởi cầu phát khởi, nơi nào cầu phát khởi được tăng trưởng, không bao giờ thoái thấp. Bồ đề giảng viên xin tu đệ tử quân tu chế su tao lớp xin giáo hòa đệ tử tham chia lớp tu ngô.